công dụng và ưu điểm của lưới xếp hàng. Ngày nay, lưới xếp hàng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng bởi tính tiện dụng, đảm bảo lại tiết kiệm thời gian khi thi công. Những loại lưới xếp hàng thông dụng. Lưới xếp hàng D4, lưới xếp hàng D6, lưới xếp hàng D8. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.